Và hôm trước thì mình có gọi thử về nhà bằng cái loa thoại cũng như loa ngoài, thì nhìn chung là mình thấy là nghe to rõ. Rồi còn đây là cái kho ứng dụng của KOS, có rất nhiều những ứng dụng đang cập nhật dần lên. Tuy nhiên thì mình biết là ở Việt Nam nhiều anh em sử dụng Zalo, tuy nhiên thì quốc tế thì họ sử dụng WhatsApp hoặc là Viber nhiều hơn. Hiện tại thì Zalo vẫn chưa có, mà hy vọng là sắp tới sẽ có để anh em có thể sử dụng dễ dàng hơn. Đây là cái phần mạng xã hội này, có rất nhiều ứng dụng trong đây, anh em có thể vào đây anh em tải về. Trò chơi thì mình thấy cũng có rất nhiều trò chơi hay luôn. Có rất nhiều những cái trò chơi huyền thoại ngày xưa luôn, mình thấy có cái trò chơi bắn xe tăng cũng hay. Hôm nào thì mình sẽ phân tích riêng một cái video sau nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái ứng dụng khác. Đó, đây là những cái tựa game cài sẵn, nhưng mà tuy nhiên thì anh em chơi thì anh em sẽ phải tốn tiền chơi thử mấy vòng đầu thôi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về ứng dụng YouTube. Thì cái hôm đầu tiên mình mở hộp, thì mình cảm giác là nó khá treo, nó chạy chậm hơn so với chiếc Nokia 6300 phiên bản 4G mà mình đã mở hộp hôm trước. Nó chậm nghĩa là sao? Nghĩa là mình vẫn thao tác bình thường, nhưng mà khi mà vào cái tình YouTube nè, mình bấm lên trên cái mục tìm kiếm để mình gõ chữ thì mình bấm hoài nó không có vô. Tức là mình có thể thao tác các thao tác khác, tuy nhiên mình bấm vào cái thư mục tìm kiếm này thì nó không có mở được. Mình phải out ra rất nhiều lần mình mới bấm vào đây được. Còn bây giờ hôm nay thì mình quay lại thì mình thấy là bây giờ bấm vào cái mục tìm kiếm là nó ra hiện liền luôn. Thì có lẽ là những cái hôm đầu nó chưa cập nhật, nó chưa ổn định. Bây giờ mình bấm vào đây, mình có thể bấm tìm cái kênh YouTube của mình. Đây. Đó, một điều mình thấy thích kế là nó có giống như những cái hệ điều hành của những chiếc smartphone, anh em có thể tìm được những cái thông tin này nọ rồi. Cái này thì mình thấy mình có điểm hay, đó là tức là nếu mà chúng ta vẫn có thể nghe nhạc được, tức là anh em vẫn có thể nghe nhạc từ cái chiếc điện thoại giá rẻ này. Rồi đây mình mở thử cho anh em xem một cái video mà hôm trước mình đã quay. Rồi ví dụ đây là một cái video mình xem trực tiếp trên YouTube. Đây, em thấy là khi quay xoay ngang thì nói chung là với cái tầm giá này, cái độ chi tiết hiển thị thì mình thấy nó cũng khá là ổn. Và để tăng giảm âm lượng thì anh em sẽ bấm bằng số 1, số 3. Đây số 1 là đang giảm, số 3 là tăng âm lượng lên. Cho nên trong cái trường hợp chống cháy thì anh em vẫn có thể mở những cái bài nhạc trên YouTube mà anh em nghe được. Đó là một cái điểm cộng của những cái chiếc máy KOS. Tiếp theo đây là cái ứng dụng Facebook. Hôm trước thì mình có phát thử wifi để dành cho những chiếc máy khác dùng, mình thấy nó cũng khá ổn. Điểm cộng của chiếc máy này, ngoài những cái tính năng mình đã chia sẻ, thì nó có thể anh em có thể dùng phát wifi được. Hôm nào thì mình sẽ làm một cái video riêng đánh giá về cái trình phát wifi nhé. Đó, em thấy là mình vẫn lướt Facebook được. Nếu mà so với những cái dòng máy cũ ngày xưa thì rõ ràng là cái chiếc Nokia 8000 phiên bản 4G KOS này nó lướt Facebook khá là nhanh. Nó nhanh hơn những cái chiếc máy đó cũ rất là nhiều. Sẽ vào thử trình duyệt web cho anh em. Ở đây là vào cái trình duyệt thì trong đây cũng có sẵn những cái tùy chọn sẵn nè. Rồi đây mình sẽ bấm mở thử trang web đó là tinh tế cho anh em xem. Nếu mà có mạng wifi thì mình thấy là cái tốc độ mở nó cũng tương đối. Nhưng mà tuy nhiên nếu mở web thì anh em lưu ý là anh em chờ một lúc để nó load xong cái trang web thì anh em kéo xuống, chuột xuống thì nó dễ hơn. Còn lúc đầu mới mở ra mà anh em load liền thì nó không có thực thi, nó không có chạy liền ngay như smartphone được. Đó là một cái điểm anh em lưu ý. Với chiếc máy này mình nghĩ là cái thao tác thì anh em nên chậm rãi là chính, nhưng mà anh em cũng đừng trông mong nó quá vào giống như một chiếc smartphone giá rẻ. Rõ ràng đây là cái chiếc máy nghe gọi có bàn phím,
nó dành cho một cái tiệp khách hàng khác, những người mà cần những chiếc máy phụ mà có một cái bàn phím và một cái kế nhỏ gọn, chứ cái chiếc máy này nó sinh ra không phải để thay thế smartphone giá rẻ. Nếu anh em cần smartphone giá rẻ thì anh em nên mua smartphone, thì rõ ràng thao tác các kiểu của nó thì không thể nào so được với smartphone. Nó anh em thấy mình sau khi mình đợi nó load xong á thì mình lướt trang web tinh tế, trang web này cũng khá là nặng đấy, nhưng mà anh em thấy là lướt vẫn ok. Nói chung là chống cháy, tuy nhiên thì nếu mà xét về so với những cái chiếc điện thoại mà ngày xưa, cái dòng smartphone ngày xưa giá mắc tiền nhưng mà rõ ràng là trình duyệt các kiểu bây giờ nó nhanh hơn, mình thấy nó vẫn nhanh hơn ngày xưa, và cái giao diện các kiểu rồi nó cũng trực quan hơn. Mình thấy là khi thoát ra thì nó đợi khoảng bao nhiêu giây đấy, vài giây để nó load xong xuôi nó mới hiện được những cái thông tin như là ngày giờ trên cái chiếc điện thoại này, chứ anh em nó không như smartphone này, anh em bấm thoát ra là nó hiện liền. Đây là cái trình ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Đài radio FM. Để mở cái đài radio FM thì anh em cần gắn tai nghe vào. Đây mình đã gắn tai nghe vào. Anh em lưu ý là anh em sẽ mở cái tai nghe nó ra để nó bắt sóng tốt hơn. Đó. Đó, anh em thấy mình khi mình mở cái tai nghe ra và mình kéo ra xa thì cái âm thanh nó nghe cũng rất là rõ. Và mình bấm thử cho cái số 900 anh em nghe nhé. Rồi. Đó, đây là cái phần loa thoại. Anh em muốn nghe loa ngoài. Đó, đây là bật loa ngoài. Loa ngoài thì ở phía đằng sau của máy. Tức là chiếc máy này hai loa. Loa thoại là phía trước ở trên. Loa ngoài là phía sau lưng. Rồi đây là một số game mà được cài sẵn trên máy. Khi mà anh em vào những cái ứng dụng trò chơi hay là anh em dịp web á, thì rõ ràng là khi anh em thoát ra thì nó có chậm mấy giây á. Thì mình hy vọng là cái hệ điều hành KOS này sắp tới nó sẽ cập nhật, nó cải thiện cái hiệu năng nó nhanh hơn, thì đó là một điểm rất là tuyệt vời. Tại vì những cái chiếc máy mà chạy KOS á, thì nó cũng có một cái hệ điều hành không thua gì những chiếc smartphone, mà chúng ta có thể cập nhật những ứng dụng, tải về những ứng dụng, đặc biệt là nó có thể đồng bộ những cái danh bạ anh em bằng những cái tài khoản như là Gmail các kiểu. Đó là một cái điểm rất là hay, và rõ ràng là nó cũng có rất nhiều những ứng dụng hay ho, và trong cái trường hợp mà chữa cháy anh em vẫn sử dụng được, đặc biệt như là ứng dụng YouTube nè, anh em vẫn có thể nghe nhạc các kiểu. Rồi em chỉ cần có một chiếc điện thoại như thế này và anh em có thể mở YouTube nghe nhạc phát loa ngoài, hoặc là kết hợp với một chiếc loa mini thì nó rất là thú vị luôn. Đây là cái phần cài đặt thì mình sẽ chia sẻ nhanh nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái phần mạng kết nối nè. Trong đây thì anh em có thể chọn chia sẻ mạng luôn. Rồi kế bên là cá nhân hóa, thì trong đây chúng ta sẽ có phần âm thanh, âm lượng. Rồi phần hiển thị thì nó sẽ có ở trên, đó là cái phần hình nền. Thì trong đây thì trong máy thì nó có sẵn 3 cái hình nền để anh em chọn. Phần đây là độ sáng, anh em có thể tùy chỉnh tăng giảm. Rồi cái thời gian tắt màn hình các kiểu. Tìm kiếm, thông báo, ngày giờ, ngôn ngữ nè. Rồi cái phần quyền riêng tư, trong đây anh em có thể cài cái phần đó là khóa màn hình.
thiết bị, thông tin thiết bị. Đây là cái chiếc Nokia 8000 4G, phần mềm KOS đó là 2.5.4. Đây thì anh em có thể tạo cái tài khoản KOS và anh em đăng nhập vào đây. Vậy là mình vừa cùng anh em mở hộp và trải nghiệm chi tiết chiếc Nokia 8000 phiên bản 4G. Riêng anh em thì anh em cảm nhận như thế nào thì mời anh em hãy để lại ở phần bình luận bên dưới nhé. Cũng như là anh em có câu hỏi cần chia sẻ chi tiết về cái chiếc Nokia 8000 phiên bản 4G này thì anh em cũng hãy bình luận ở bên dưới, thì sau đó thì mình sẽ đọc hết những cái bình luận của anh em và mình sẽ tổng hợp ra, và mình sau đó thì mình sẽ thực hiện một cái video để giải đáp hết những cái câu hỏi của anh em nhé. Cảm ơn anh em, và anh em đừng quên like, share để chia sẻ video này đến bạn bè quan tâm có thể xem, cũng như là đăng ký kênh YouTube Lăng Kính Công Nghệ để theo dõi thêm nhiều video mới nhé. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.